Bỏ theo dõi Minh Tú, thủ môn tín dụng chuyển hướng follow nữ ca sĩ xinh đẹp này, Phương Trinh Mỹ Linh yên phận chị gái mưa thôi. Sau lùm xùm thả thính không thấy tín dụng theo dõi ai, phải chăng đây mới là cô gái được anh chàng hâm mộ? Sau khi nổi tiếng nhờ thành tích tại giải đấu cấp châu lục, Bùi Tiến Dũng trở thành Red quốc dân chính hiệu, đến cả các sao nữ nổi tiếng cũng phải ngưỡng mộ. Đặc biệt là màn thả thính của anh chàng với Hoa hậu Mỹ Linh, Angela Phương Trinh và Minh Tú đã khiến không ít các fan hâm mộ đau lòng. Trong đó, Minh Tú là người duy nhất được thủ thành U23 follow trên Instagram. Tuy nhiên sau đó, đã hủy theo dõi. Mới đây, một người hâm mộ đã vô tình phát hiện ra Tiến Dũng đã follow một sao nữ khác, cũng nổi tiếng và xinh đẹp, đó là Bảo Anh. Bắt bóng giỏi lại đẹp trai, thủ môn Tiến Dũng trở thành người tình trong mộng của nhiều fan nữ. Sau khi hủy theo dõi Minh Tú, Tiến Dũng dường như đã hâm mộ một sao nữ khác, đó là Bảo Anh. Những bài đăng gần đây của Bảo Anh đều được Bùi Tiến Dũng like nhiệt tình. Vậy là Bảo Anh là sao nữ duy nhất được Tiến Dũng nhấn theo dõi. Không chỉ vậy, tài khoản Instagram của Bảo Anh cũng để theo dõi lại Bùi Tiến Dũng và cả quản lý Kiều Trinh. Bảo Anh nói chuyện khá thân thiết với quản lý của Bùi Tiến Dũng. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ tài khoản Instagram của Bùi Tiến Dũng do quản lý sử dụng để kết bạn với Bảo Anh, chứ anh chàng không hề biết gì. Trước đó, quản lý của Tiến Dũng đã bị khui việc sử dụng nick Tiến Dũng để thả thính Phương Trinh và Mỹ Linh, nên nghi vấn này có thể xảy ra đến 80%. Bảo Anh từng bày tỏ sự yêu mến của mình dành cho Tiến Dũng khi anh và đồng đội thi đấu tại giải U23 châu Á. Những bộ váy cưới lộng lẫy trị giá hàng trăm triệu của sao Việt trong năm 2017. Hoa hậu Đặng Thu Thảo, khi điểm qua những mẫu váy cưới đẹp nhất của sao Việt trong năm 2017, không thể bỏ qua Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Trong ngày trọng đại thần tiên tỷ tỷ, diện váy cưới, đính kết hàng ngàn viên đá, cùng chất liệu vải ren cao cấp nơi thân áo và tùng váy xếp ly nhẹ ở eo. Lớp đội đầu của cô dâu cũng bằng voan viền ren, phủ dài đến lưng. Trang phục của Đặng Thu Thảo được nhiều người nhận xét, giống với chiếc váy cưới huyền thoại của công nương Ray Kelly. Một trong những bộ váy cưới lộng lẫy trị giá hàng trăm triệu của sao Việt trong năm 2017 phải kể đến trang phục của Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Váy cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo được đính hàng nghìn viên đá pha lê, thiết kế rất tinh tế. Chiếc váy đã tôn lên nét đẹp của cô dâu Đặng Thu Thảo. Hoa hậu Thu Ngân. Thu Ngân khiến nhiều người ghen tị khi được chồng doanh nhân tặng chiếc váy cưới có giá trị hơn 500 triệu đồng. Chất liệu thực hiện váy được nhập khẩu từ Pháp và hoàn thành trong 300 giờ đồng hồ. Thiết kế được lấy cảm hứng từ hoa rum, loài hoa được ưa chuộng trong các đám cưới, tượng trưng cho hạnh phúc bền lâu của lứa đôi. Váy được may nhiều lớp, dễ dàng tách rời hoặc gắn vào, giúp cô dâu thay đổi trang phục. Hoa hậu Thu Ngân được chồng tặng váy cưới có giá trị hơn 500 triệu đồng. Cô dâu Thu Ngân lộng lẫy và xinh đẹp trong ngày cưới. Khởi My, trong tiệc cưới, Khởi My diện trang phục với phần tùng váy rộng, những chi tiết đính kết cầu kỳ và phần ren xòe rộng giúp Khởi My thêm phần nổi bật trong ngày trọng đại. Phần đuôi váy của Khởi My khá dài và được thêu những bông hoa nhỏ màu trắng xinh xắn. Khởi My được khen ngợi hết lời khi mặc váy cưới. Sang Lê không chỉ bỏ ra số tiền khủng hơn 10 tỷ để trang trí và đãi tiệc khách mời, Sang Lê và chồng đại gia còn đầu tư rất nhiều vào trang phục. Trong ngày cưới, cô dâu Sang Lê khiến nhiều người ngất ngây khi diện chiếc váy cưới bó sát ôm trọn đường cong cơ thể tiến vào lễ đường. Chiếc váy được thiết kế bằng vải ven trắng, đính đá tinh tế. Ngoài ra, Sang Lê còn diện kiểu váy với phần chân bồng xòe xinh như công chúa. Sang Lê khoan đường cong quyến rũ khi diện bộ váy cưới bó sát. Diện váy trắng bồng xòe, cô dâu Sang Lê cũng vô cùng xinh đẹp. Nhật Thủy, trong ngày trọng đại, cô dâu Nhật Thủy trở thành nhân vật tâm điểm trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, cùng nhan sắc rạng rỡ nhưng vẫn rất ngọt ngào nổi bật. Vì chiếc váy xòe rộng nên nữ quán quân Việt Nam Idol 2014 hơi khó khăn trong việc di chuyển. Do đó, bên cạnh Nhật Thủy luôn có người hỗ trợ giúp chỉnh trang phục đi cùng. Nữ ca sĩ Nhật Thủy mặc váy cưới với phần đuôi khá dài, sánh vai cùng chú rể tiến vào lễ đường. Bên cạnh ca sĩ Nhật Thủy, luôn có người giúp chỉnh trang phục. Vợ Thành Trung, trong đám cưới vợ MC Thành Trung Ngọc Hương, diện 3 bộ váy soiree lộng lẫy, trong đó bộ váy chính được thực hiện thủ công hơn 2 tháng.
với giá bán lên tới hàng trăm triệu đồng. Không chỉ chi mạnh cho váy cưới, cô còn chú trọng đến phụ kiện đi kèm như trang sức, voan cài tóc. Lâm Khánh Chi, tiệc cưới đầu tiên của Lâm Khánh Chi được tổ chức tại Vũng Tàu. Tại đây, ca sĩ chuyển giới diện váy bồng dài quét đất để đón khách bên chú rể. Được biết, giá trị của bộ váy này lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau đó, Lâm Khánh Chi và chồng trẻ diện áo dài truyền thống cùng tông màu bạc, được đính kết kim sa dọc thân. Ngoài ra, chiếc váy này còn được kết hợp với khăn choàng lông vũ, giúp cô dâu thêm phần nổi bật. Thay rất nhiều trang phục nhưng trên gương mặt nữ ca sĩ chuyển giới không hề lộ nét mệt mỏi mà vẫn rất tươi tắn rạng rỡ khi về nhà chồng. Trang phục với phần khăn choàng lông vũ giúp tôn lên phần kiêu sa quyến rũ của cô dâu Lâm Khánh Chi. Đức Chinh khoe ảnh mới, Tiến Dũng thả thính, nguyên dàn U23 vào dập không thương tiếc. Càng nói chuyện nhiều trên mạng xã hội, Tiến Dũng và Đức Chinh càng bị cư dân mạng gán ghép nhiệt tình. Chơi với nhau khá thân trong dàn cầu thủ U23, thủ môn Tiến Dũng và Đức Chinh bỗng chốc được các fan gán ghép là một cặp đôi. Mỗi lần hai anh chàng này đi cùng nhau hay bình luận qua lại trên mạng xã hội đều được người hâm mộ chú ý. Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng lại khiến mọi người được dịp cười tươi khi có màn thả thính cậu bạn thân bằng biện pháp có 102 của mình. Chinh khoe ảnh khuôn ngầu trên mạng xã hội thì đồng đội và đội ngũ quản lý vùi dập không thương tiếc. Đức Huy không tiếc lời chê bai đồng đội hôi hám, khiến ai đọc xong cũng phải cười. Đặc biệt, quản lý Kiều Trinh phủ phàng tặng cho một tấm ảnh hết sức cute của Đức Chinh. Một người trong ban quản lý còn gọi điện cho Bùi Tiến Dũng hỏi ý kiến Đức Chinh có xin không. Anh chàng siêu thừa múi của U23 cũng có lúc nghịch ngợm đáng yêu thế này đây. Vừa được tác vào bức ảnh của Chinh, Tiến Dũng đã khen xinh, nhưng cũng không quên đá điểu, cần làm da đen của đồng đội. Quá thân thiết nên rất nhiều fan nữ yêu thích Tiến Dũng và Đức Chinh. Đều kết hôn đã lâu nhưng chưa có con, nhìn Thúy Diễm Nguyệt Ánh xinh đẹp mơn mởn, quay sang Harry Won thì. Xem loạt ảnh dưới đây của Thúy Diễm Nguyệt Ánh, Harry Won và Lê Thúy mà thấy sự khác biệt rõ rệt. Thúy Diễm, đây là cặp đôi được đánh giá là trai tài gái sắc khi nên duyên vợ chồng, chính thức về chung một nhà vào tháng 4, 2016, trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ sau 4 năm yêu nhau. Nói về Thúy Diễm trước kia, nhiều người vẫn không quên cô nàng có làn da đen nhẽm cùng nhan sắc không lấy gì ấn tượng. Thế nhưng sau khi lấy chồng, nữ diễn viên khiến nhiều người ngỡ ngàng với làn da trắng nõn mịn màng. Đặc biệt mới đây, cô còn ăn mặc sexy và táo bạo hơn thuở còn yêu Lương Thế Thành nữa. Xem loạt ảnh mà cứ tưởng cô nàng chỉ mới vừa tròn 20. Cặp đôi trai tài xinh gái Lương Thế Thành Thúy Diễm khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi này cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì quá hạnh phúc. Khác với những cô gái khác lo sợ hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc, thì đối với Thúy Diễm đây là việc tuyệt vời nhất. Cặp đôi này không thiếu những khoảnh khắc tình tứ khiến các fan hâm mộ ghen tị. Thúy Diễm mơn mởn hạnh phúc không khác gì gái 20. Nguyệt Ánh, đầu năm 2017, lễ cưới của cô dâu Nguyệt Ánh và chú rể người Ấn Độ Eswarao đã diễn ra vô cùng ấm cúng tại bờ biển Phan Thiết với sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Dù làm dâu xứ lạ, nhưng cô dâu Nguyệt Ánh rất hạnh phúc khi được cả gia đình chồng yêu quý, đón nhận nồng nhiệt. Mới đây, nữ diễn viên cổng mặt trời khiến người hâm mộ an lòng khi chia sẻ khoảnh khắc đi chơi vui vẻ sau gần một năm lên xe hoa. Có lẽ nhờ tình yêu và cuộc sống hôn nhân phiên bản mà cô ngày càng trở nên xinh đẹp rạng ngời. Ông xã Nguyệt Ánh là một huấn luyện viên yoga đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì thế, sau khi kết hôn, cô nàng có thể hoạt động nghệ thuật bình thường. Harry Won, sau nhiều ồn ào trong chuyện tình cảm, cả Harry Won và Trấn Thành đã cùng xây dựng một gia đình nhỏ đầy tình yêu. Sau đám cưới, đã có những tin đồn Harry mang thai vì vòng hai to bất thường. Tuy nhiên hiện tại cả hai đều chỉ đang tập trung vào phát triển sự nghiệp. Mặc dù so với tuổi 32, Harry Won vẫn rất trẻ trung, nhưng đúng là kể từ khi lấy chồng, nhan sắc cô nàng không còn như lúc trước. Các fan hâm mộ đang rất mong chờ tin vui từ phía cặp đôi nổi tiếng này. Lê Thúy là người mẫu quen mặt của sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế, sở hữu chiều cao vượt trội nhưng lại quá gầy cùng gương mặt góc cạnh. Nhiều người đùa rằng Lê Thúy không khác gì đàn ông.
Nhưng rồi cô công khai tình cảm và kết hôn với bạn trai Việt Kiều Đỗ An, điển trai lịch lãm, khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ. Dù không được đánh giá cao về gian sắc và có phần khá lép vế trước chồng mình, nhưng Lê Thúy kể từ sau khi kết hôn lại càng mặn mà và đằm thắm hơn trước rất nhiều.